Bạn đã bao giờ tự hỏi khi đánh cá ngoài biển dưới những cơn sóng lớn, những cơn mưa hay thậm chí là dưới tuyết lạnh, nhưng người ngư dân vẫn khô ráo? Làm sao để họ được thoải mái như vậy? Họ đang sử dụng loại sản phẩm gì? Vâng, hôm nay kênh của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời này, với tất cả các bí mật của dòng sản phẩm quần áo chống thấm dành riêng cho ngư dân. Hãy cùng Viking Việt Nam bắt đầu hành trình khám phá này nhé! Bí quyết đầu tiên về chọn nguyên liệu, chúng tôi đã chọn dòng vải PVC, vải có trắng phủ lớp nhựa PVC, polyvinyl chloride. Tại sao lại là vải PVC mà không phải là loại nào khác? Tôi sẽ bật mí ngay. Thứ một, với đặc thù phải có những hoạt động mạnh, dùng nhiều lực, ma sát với tàu thuyền và các ngư cụ, nên người ngư dân sẽ cần một loại vải PVC có độ bền cao và chống mài mòn. Với trọng lượng dao động từ 300g/m² đến 750g/m² tạo ra độ bền chắc phù hợp cho từng công việc cụ thể của ngư dân, như là trực tiếp ra khơi hay là vận chuyển cá tại cảng. Với những người trực tiếp ra khơi, chúng tôi đề xuất áo khoác chống thấm đánh cá có trọng lượng vải từ 640g/m². Thứ hai, là tính chất chống thấm nước lý tưởng cho các ứng dụng như bạt tre, màn tre và quần áo chống thấm mặc trong các môi trường khắc nghiệt. Độ chống thấm nước của vải đạt từ 2000mm đến 20000mm. Con số này thể hiện áp suất nước mà vải có thể chống lại trước khi nước bắt đầu thấm vào. Các ứng dụng như bạt tre yêu cầu khả năng chống thấm nước cao để bảo vệ khỏi mưa và tác động của thời tiết. Trong trường hợp quần áo chống thấm, độ chống thấm nước cao là quan trọng để đảm bảo người sử dụng không bị ẩm ướt trong môi trường ẩm ướt hoặc khi tiếp xúc với nước. Điều này là đặc biệt quan trọng trong các hoạt động ngoài trời, dưới mưa hoặc trong các điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Do đó, vải với khả năng chống thấm nước cao không chỉ cung cấp sự thoải mái, mà còn đảm bảo sự an toàn và bảo vệ trong môi trường đòi hỏi khả năng chống thấm nước đáng kể. Thứ ba là kháng tia UV. Vải PVC có khả năng chống lại tác động của tia UV. Chúng có thể chịu được tiếp xúc kéo dài với ánh nắng mặt trời, mà không bị phân hủy hoặc phai màu đáng kể. Điều này sẽ lý tưởng cho các ứng dụng ngoài trời cần độ ổn định về màu sắc và hiệu suất trong thời gian dài. Đây là lý do mà các ngư dân tin tưởng chọn lựa áo khoác chống thấm của Viking để bảo vệ mình suốt cả ngày dài lênh đênh trên biển cả nơi mà nắng gió mưa bão luôn hiện diện. Thứ bốn là kháng hóa chất, vải PVC kháng với một loạt các hóa chất, bao gồm dầu, axit, bazơ và dung môi. Đặc tính này khiến chúng phù hợp cho các ứng dụng nơi tiếp xúc với hóa chất được dự kiến, chẳng hạn như trong môi trường công nghiệp hóa dầu hoặc quần áo bảo hộ. Thứ năm, dễ vệ sinh và bảo quản một cách hiệu quả. Với vải PVC, quá trình vệ sinh trở nên đơn giản và thuận tiện. Sau khi sử dụng, nếu có nước đọng trên bề mặt sản phẩm, bạn chỉ cần giữ hoặc lau nhẹ bằng một chiếc khăn là đã có thể đảm bảo sự sạch sẽ. Vải PVC có khả năng kháng nước và chống thấm, giúp ngăn chặn sự xâm nhập của nước, từ đó giảm thiểu nguy cơ tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của nấm mốc. Quá trình vệ sinh cũng trở nên đơn giản hơn với khả năng chống thấm nước của vải. Bạn có thể dễ dàng làm sạch bằng xà phòng nhẹ và nước mà không làm ảnh hưởng đến tính chất chống thấm nước của sản phẩm. Sự kết hợp giữa khả năng chống thấm nước và tính linh hoạt trong việc vệ sinh khiến cho vải PVC trở thành một lựa chọn hiệu quả và tiện lợi cho nhiều ứng dụng khác nhau, từ bạt tre đến màn tre hay quần áo chống thấm. Bí quyết thứ hai về công nghệ sản xuất. Công nghệ sản xuất áo khoác chống thấm dành cho ngư dân là gì? Bạn đã từng nghe qua về máy ép cao tần chưa? Chiếc máy làm cho các lớp nhựa dính chặt với nhau, đảm bảo không cho phép nước từ bên ngoài ngấm vào bên trong. Hãy cùng khám phá máy ép cao tần tại Viking Việt Nam nhé! Cái cổ máy này, mở máy này, xong rồi đúng không? Đây là công tắc on off để tắt mở cái thời gian cho chín sản phẩm á, yêu cầu là đạp bao nhiêu giây á, để mình tắt này, mở này. Cái này là đồng hồ chỉnh thời gian tùy theo sản phẩm, đồng hồ tối đa là 10 giây, còn tùy theo mình chỉnh. Còn cái này là cái đồng hồ chỉnh cái nhiệt độ cần ép á, bao nhiêu độ á, để cho nó chín á. Còn cái này là chỉnh độ nén của cái cối á, cái thanh ép. Rồi, giò bên phải là ép thanh ép xuống này, đúng không? Đạp hết chân. Cái giò bên trái á, là giò đạp điện. Khi bật giò bên trái là tay phải rời khỏi thanh, để cho thanh. Ví dụ như anh đạp 4 giây đúng không? Là đạp nè. Chân thì giữ, cái đồng hồ ampere nó sẽ lên khoảng 4 ampere. Rồi nó 4 giây là nó ngắt.
rồi xong là bỏ cái chân bên trái ra, rồi đưa chân bên phải lại. Máy ép cao tần không chỉ là một công cụ thực hiện việc đa dạng hóa các dạng đường ép, mà còn mở ra một thế giới của sự linh hoạt và sáng tạo đỉnh cao trong ngành công nghiệp thời trang. Khả năng thay đổi các thanh dụng cụ của máy một cách nhanh chóng và dễ dàng không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, mà còn tạo nên những chiếc áo khoác chống thấm với sự hấp dẫn độc đáo. Máy ép cao tần không chỉ là một dòng thiết bị công nghiệp thông thường, mà thực sự là một phương tiện sáng tạo độc đáo, mang lại không gian lý tưởng để biến những ý tưởng tưởng chừng như không thể thành hiện thực. Điểm độc đáo và quan trọng nhất của máy nằm ở khả năng sử dụng thanh ép khuôn logo, mở ra một thế giới không giới hạn của sự sáng tạo và độ đa dạng trong thiết kế sản phẩm. Không chỉ đơn giản là một dụng cụ sản xuất, máy ép này thực sự là một nguồn cảm hứng mà bạn có thể kết hợp để tạo ra những kiệt tác chống thấm độc đáo và thu hút. Khả năng thay đổi thanh dụng cụ một cách nhanh chóng và hiệu quả cho phép bạn tạo ra nhiều kiểu dáng và hình dạng ép trên cùng một sản phẩm, điều này không chỉ là điểm nhấn nổi bật, mà còn là điểm độc đáo cho ngành công nghiệp thời trang. Điều đặc biệt ấn tượng đó chính là khả năng sử dụng thanh ép khuôn logo, tạo nên những sản phẩm với những kiểu dáng logo độc đáo, từ những hình ảnh thương hiệu đến những chi tiết nhỏ tinh tế. Quy trình này không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp, mà còn làm nổi bật với sự sáng tạo và tinh tế trong thiết kế. Máy ép không chỉ đơn thuần là máy móc sản xuất, mà còn là một hành trình sáng tạo đích thực, biến những ý tưởng trở thành hiện thực và tạo ra những sản phẩm chống thấm không chỉ đẹp mắt, mà còn đầy ý nghĩa và giá trị thương hiệu. Nhờ vào khả năng tạo hình theo khuôn logo, máy ép cao tần không chỉ là một công cụ sản xuất, mà là nguồn động viên vô song cho sự sáng tạo và thúc đẩy đẳng cấp thương hiệu, làm nổi bật sản phẩm trong thị trường cạnh tranh đòi hỏi sự khác biệt. Máy ép cao tần không chỉ đơn thuần là một thiết bị sản xuất, mà là một công cụ sáng tạo đa dạng, đặc biệt khi sử dụng được với khả năng sử dụng khuôn thiết kế túi. Trong quá trình sản xuất sản phẩm chống thấm, việc sử dụng khuôn túi không chỉ giúp tạo ra những chiếc túi với hình dáng và kiểu dáng độc đáo em với công dụng chống thấm nước. Khi áp dụng khuôn túi trong quá trình ép, máy không chỉ tạo ra những sản phẩm túi chống thấm với sự độc đáo về hình thức, mà còn tối ưu hóa tính năng chống thấm. Cấu trúc khuôn túi có thể được tinh chỉnh để tăng cường khả năng chống thấm, giúp bảo vệ bên trong khỏi tác động của nước mưa hoặc môi trường ẩm ướt. Công nghệ thiết kế áo chống thấm ngày càng phát triển, không chỉ tập trung vào khả năng chống thấm nước, mà còn chú trọng đến khía cạnh sáng tạo và tính thẩm mỹ. Máy ép cao tần đã trở thành một công cụ quan trọng, giúp tạo ra những sản phẩm áo chống thấm độc đáo và hiệu quả. Khả năng sử dụng thanh dụng cụ răng cưa, logo và khuôn túi mở ra không gian cho sự sáng tạo đa dạng trong việc tạo ra những kiểu dáng và hình dạng sản phẩm. Công nghệ thiết kế áo chống thấm ngày càng phát triển, không chỉ tập trung vào khả năng chống thấm nước, mà còn chú trọng đến khía cạnh sáng tạo và tính thẩm mỹ. Máy ép cao tần đã trở thành một công cụ quan trọng, giúp tạo ra những sản phẩm áo chống thấm độc đáo và hiệu quả. Khả năng sử dụng thanh dụng cụ răng cưa, logo và khuôn túi mở ra không gian cho sự sáng tạo đa dạng trong việc tạo ra những kiểu dáng và hình dạng sản phẩm. Nhờ vào sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và sự sáng tạo trong quá trình sản xuất, áo chống thấm không chỉ đáp ứng nhu cầu chức năng, mà còn là biểu tượng thời trang đẳng cấp và độc đáo cho cư dân hiện đại. Bí quyết thứ 3 về thiết kế thông minh có tính ứng dụng cao. Áo khoác chống thấm Viking không chỉ là một sản phẩm thời trang, mà còn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy cho ngư dân trong những chuyến đánh cá khó khăn. Từ khâu thiết kế đến ý tưởng, mọi chi tiết đều được xem xét và tính toán cẩn thận để mang lại trải nghiệm tối ưu và sự thoải mái cao nhất trong những ngày dài lênh đênh trên biển. Áo không chỉ mang lại sự bảo vệ hiệu quả khỏi nước biển, mà còn giúp tối ưu hóa sự thoải mái và linh hoạt trong mọi hoạt động. Sự dễ dàng khi đeo và tháo, tính nhanh chóng trong việc thao tác trên boong tàu, và khả năng ngăn chặn nước biển văng vào cơ thể là những điểm mạnh đặc biệt. Áo được thiết kế với những chi tiết nhất định để đảm bảo tính tiện lợi và dễ sử dụng. Mũ to được trang bị một nút bấm có thể điều chỉnh, giúp người mặc có thể nhanh chóng và dễ dàng đóng mở. Mũ có thiết kế dây rút nhằm điều chỉnh, ôm sát mặt khi cần thiết nhằm che chắn hiệu quả, ngăn chặn nước biển hoặc mưa từ việc xâm nhập vào trong áo. Ổ tay có thun ôm chặt là một phần quan trọng giúp tăng cường sự ấm áp và chống lại sự xâm nhập của gió lạnh. Việc có thun ôm quanh cổ tay không chỉ giữ cho áo luôn vững chắc trên cơ thể, mà còn tạo nên một lớp bảo vệ hiệu quả, ngăn chặn không cho gió lạnh hay nước biển từ việc xâm nhập vào áo. Áo được thiết kế với logo in chắc chắn, tạo nên một vẻ đẹp độc đáo và chuyên nghiệp. Logo được chăm chút từng chi tiết, đảm bảo sự rõ nét và bền bỉ, thể hiện đồng thời tính chất chất lượng và thương hiệu của sản phẩm. Áo được trang bị thiết kế nút bấm tiện lợi, với nẹp đỡ chắc chắn, tạo ra một trải nghiệm sử dụng dễ dàng và thoải mái. Những chi tiết này không chỉ mang lại tính tiện lợi trong quá trình mặc và tháo áo mà còn đảm bảo độ bền và ổn định của áo trong mọi tình huống.
Áo được thiết kế với sự chú ý đặc biệt đến việc đơn giản hóa quá trình mặc và tháo áo. Những thiết kế này không chỉ giúp ngư dân tiết kiệm thời gian, mà còn mang lại sự linh hoạt và thoải mái trong mọi hoạt động trên biển. Bí quyết thứ tư về bảo quản và hướng dẫn giặt sản phẩm. Tiếp nối hành trình khám phá của chúng ta ngày hôm nay, bạn sẽ tự hỏi làm sao để kéo dài khả năng chống nước của sản phẩm. Tôi chia sẻ cho bạn một số mẹo nhỏ, nhưng dễ dàng thực hiện khi sử dụng áo khoác chống thấm đánh cá này nhé. Trước tiên, bước 1, hãy luôn kiểm tra nhãn giặt quần áo để biết nhiệt độ giặt và những điều cần tránh. Lưu ý những thông tin trên nhãn như nhiệt độ giặt, tẩy, sất, ủi. Bước 2, xử lý vết bẩn và nước nhanh chóng. Như bạn đã biết, cư dân trên biển thường xuyên đánh cá hàng tháng và quay trở về. Do đó, việc xử lý nhanh chóng vết bẩn trên sản phẩm bảo hộ là rất quan trọng. Đối với sản phẩm PVC này, chúng ta chỉ cần thực hiện quy trình vệ sinh đơn giản ngay sau khi sử dụng, lấy khăn ướt, sử dụng một chiếc khăn ướt để lau sạch những vết bẩn trên bề mặt sản phẩm. Lau khô, sau khi làm sạch vết bẩn, sử dụng một chiếc khăn khô để lau đi nước, giúp bảo vệ sản phẩm khỏi ảnh hưởng của nước. Kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo không còn vết bẩn nào tồn đọng trên sản phẩm. Chúng ta vừa khám phá các tính năng, công nghệ và lợi ích của áo chống thấm dành cho ngư dân trên biển. Sự kết hợp của các công nghệ hiện đại và thiết kế chuyên nghiệp đã tạo ra những sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu đặc biệt của ngư dân hàng tháng. Cảm ơn bạn đã xem hết video của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để nhận được thêm thông tin hữu ích về các dòng quần áo chống thấm khác tại công ty Viking chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.